like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. Because I finally got away from you. And I ain't never going back there. Bạn biết không, việc sử dụng bình lắp thông thường hiện nay đem tới rất nhiều bất tiện cho người dùng. Chẳng hạn như việc lắp hơi mở tay hay là việc lắp không đều tay dẫn tới việc bột chưa tan. Nhưng nếu bạn có một sự lựa chọn là chỉ một nút bấm là có thể xoáy tan lại bột từ Mask, Way, Ryuka thì bạn có sử dụng chứ. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một loại bình lắp mà đang được ưa chuộng nhất hiện nay, đó là bình lắp tự động. Là loại bình lắp khá hot thị trường hiện nay và được các gamer review rất nhiều trên các mạng xã hội. Và có thể đạt tới kể đến như việc phần nhẹ nhưng chắc chắn lắp đóng mở. Và đây là một bình lắp được chạy bằng pin ngay ở dưới đáy. Và chúng ta không phải tốn sức, có thể lắp hay gì, chỉ cần một nút bấm là có thể xoáy hết. Với một tốc độ xoáy cực mạnh, có thể khiến đánh tan lại bột từ pre-way, pre-book cao hay là creatine. Thiết kế của bình lắp tự động rất là đẹp và trang nhã và hiện đại. Đặc biệt là bình lắp có các răng chắc chắn để đảm bảo rằng bạn không rơi bất kỳ một giọt nước nào ra ngoài. Thế nên chẳng hạn. Và đặc biệt có một điều bạn chưa biết rằng bình lắp tự động có thể tháo lắp dễ rời từ đuôi. Như thế này bạn có thể đem tới bất cứ đâu bạn muốn. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu đến các bạn về bình lắp tự động. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.